Đại ca Diếp tới 30 là tới tất cả những vị mà đệ tử ca Diếp và Xá Lợi Phất một kiền liên. Nhưng mà trong cái thời kỳ đó, đó thì hai ông đó bắt đầu là Đức Phật Kim Hoa Nam đi lại đó xin nước, xin cái chủ nước, cái người giếng nên cầm bát lại là xin nước. Thì cái bà đó bảo đang múc nước, nhưng mà bà thấy Hoa Nam lại đó rồi hỏi xin nước, mà bà thấy là bà múc, bà hán, bà ghét rồi. Cái bà cầm cái nước lên, cái ông kia ông bình bát và ông nói là ông đi với Đức Phật gì đó lại là muốn quá duyên một bát nước. Thì bà cầm cái thùng nước đó lên còn nửa thùng bà gót, tại vì không có cái giếng mà quay đó, thả cái đây xuống rồi quay lên. Thì có cái thùng nước đó bà gót vô trong cái hai cái thùng đó còn dư đâu hơn nữa, không được nửa thùng mát nhưng mà tới ông đại ca Diếp lại thì biểu anh em lại xin nữa, anh em nói là ông không có duyên lại nó chữ nhưng mà đại ca Diếp lại đó thì bà nói là ngày muốn như cho hết vừa bà góp cho. Thì đại ca Diếp ông mới xin một bát, ông uống rồi bắt đầu là ông mới rửa cái bát, nó rồi mới xin lên bát, ông lại vô cho Đức Phật. Thì ông anh em ông mới hỏi cứ do sao Đức Phật, nó nói là hồi trước đó thì hai ông nó cũng tu, thời Đức Phật là còn ấy đó là hai ông nó tu. Thời trước nó tu nhưng mà có một cái là cái con mèo nó lượt con chuột. Nó lượt con chuột thì cái chiếc xe ngựa nó chạy ngang, nhưng mà con mèo nó vượt và con chuột nó chạy ngang lộ, con chuột nó bị cán chết. Nhưng mà hai ông đó thì khi mà hai người cũng đi khất thực nhưng mà đi ngang đó, thì một vị tu sĩ đầu tiên đi ngang nó thấy con chuột rồi bắt đầu là nó bị dập ruột, mình kêu rồi cắn bẩn mũi cũng như chỗ khác. Nhưng mà cái ông thứ hai đó, cái ông kế đó, đó là ông niệm Phật ổng quá sang ấy đó, rồi bắt đầu ổng mới đem vô trong kia, ổng mới để bình bát chứ, rồi ổng mới giặt cỏ lại, ổng đào xuống, ổng mới chôn chuột lắp vô chôn chuột, ổng mới để nó hôi thú những kia rồi đó, và ổng được niệm, ổng niệm Phật cho đấy. Đó là không có nói niệm Phật mà niệm chú giải sanh cho đó. Thì nhiều kiếp sau đó thì ông A Nan đó là ổng là cái ông tu sĩ mà đi trước đó. Còn cái ông đại ca Diếp là ông đi sau đó, thành ra khi chôn chuột ha, chôn chuột, còn khi ông thấy chuột đó thì ông bận mũi ông đi, ông cũng đi với khắc thật chung đó, mà ông thì kia ông chôn, thành ra sau này nó có nhân duyên đi lại khắc thật đó, thì đi lại xin nước đó, thì bà kia bà lại tới là bà gặp thù truyền kiếp mà bà tạt nước, mà ông kia lại thì bà bưng hai tay. Thì đó, cái gì cũng vậy, là do cái nhân quả và nhân duyên hết trơn, cái gì cũng là do nhân quả nó tạo ra, chứ không có nói phát không được ha. Cái gì cũng phải là do nhân quả. Mình bây giờ kiếp sống mình cũng vậy, cũng là do cái nhân quả. Bây giờ tất cả những vị Bồ Tát, tại sao bây giờ người thích người không, cũng là do nhân quả. Chứ trước nó nhiều đời, nhiều kiếp đó. Còn có những chuyện cổ Phật giáo, nhưng mà mình coi không nhớ là cũng trong truyền kiếp đó, đó cũng nhiều truyền kiếp. Thì có ông A Nan với ông nào đó, nhưng mà khi mà hai vị tu sĩ, một vị tu sĩ đó là ông đi, thầy coi là có một ông sư trong chùa đó, ông cũng đi ông Huệ đó, ông coi là ông này ông tới số ông hết cái phần ông rồi, ông về nhà cho gặp cha gặp mẹ đi, ông nói là ông nói con thôi giờ bữa nay đó con đi về một tuần nữa là con phải vô chùa lại về con thăm gia đình cha mẹ con cũng nhớ. Thì cái ông chú tiểu này cũng buồn, nhưng mà thầy biểu thì cũng theo về, nhưng mà đi về dọc đường thì nó có một cái con suối bị cái đám mưa lớn, thì nó có một con suối mà khi mà mưa đó thì phải chặn dông lớn, thì trên cái con suối đó, cái bắt đầu nó có những ổ kiến vàng ở trên đó, cái nó rớt nó bay gió nó gãy nó mấy nhánh cây nó rớt xuống con suối. Thì cái vị tu sĩ này khi mà tạm mưa rồi mới đi về thì cũng đi ngang đó, thì cũng thấy là mấy ổ kiến vàng mà nó bị trôi theo con suối đó, ổng mới gì cái lòng từ bi, ổng mới cắm, bị người tu mà cắm cái cây, cắm ngang cây, mấy cây nhỏ
nhỏ cắm lại đó, bắt đầu bắt cầu để cho nó đi lên, bắt cái cầu đi lên. Thì mấy ngày sau đi lên rồi đó, thì tới 7 ngày ổng đi lại đó, thì cái vị sư trong chùa đó nói con không về, con có làm một cái phước gì lớn không, mà cũng như bữa nay là con thầy thấy con. Ổng mới nói cái tâm sự của ổng đó là trước mà ổng cứ đi về đó, ổng kêu đi về đó là nó có một thứ do là thầy thấy con cũng rõ mạng, thầy kêu đi về để cho con gặp cha gặp mẹ này kia rồi, mà bữa nay con đã rồi, con có làm cái duyên phước gì lớn không? Thì ổng nói không, con mới nhớ chợt lại là ổng có cắm cái một cái ổ kiến vàng để cho nó bò lên. Thì Đức Phật mới nhắc lại đó, hồi đó khi sau khi này nó có một cái nhóm người á, khi mà Đức Phật chính Đức Phật luôn đi vô cái pháp đó, đi vô trong cái vùng đó đó, nó chửi mà nó lại là nó không cho, mà nó còn lấy cây cái này kia rồi nó còn tính hâm nó đánh Đức Phật nữa. Nhưng mà Đức Phật còn ngồi ở mấy quán lại đó, thì trong đại đệ thập đại đệ tử đó mà tôi không nhớ là A Nan hay là, thì có một vị đó thì ông kêu gì đó đi vô trong đó thuyết pháp. Nhưng mà ngay Đức Phật đó, ông kêu mới hỏi mấy vị đệ tử đó mới hỏi tại sao mà chính bản thân của nhà thầy mà thầy Thế Tôn mà vô đó thuyết pháp mà không được, là tại sao mà con thầy biểu con vô đó thuyết pháp, thì nói gì mà con vô thuyết pháp được, nhưng mà vô đó rồi là nó rất là tôn, nó tôn trọng, nó sùng bái, nó nói sao nó nghe đó, tại vì nó có cái nhân duyên tới đầu buổi đầu. Mặc dù trong cái nhóm đó nó hung hăng, nhưng mà nó có cái nhân duyên buổi đầu đó là mấy cái bài kiếm đó. Rồi Đức Phật cũng kể lại cái bài kiếm đó là hồi tiền kiếp trước đó là nó vậy vậy đó, Phật cũng kể lại mà ông có cái nhân duyên đó, Phật sau mới biết cái nhân duyên nó sau lại đó. Cũng như cái làng đó làng kiến vậy đó ha, nó làng đó kiến, nó đầu thai sanh về chư nguyên, mình nói chư nguyên trong như mình nói như cái kinh của tôi đi. Dạ, vô ở trong đó nguyên một cái, bởi vì cái người tu mình đó thì bây giờ nó theo thường thường tôi cũng có nói hoài, thì nó có chỉ mình tu có hai cái thôi, một là mình sanh diệt mình mới tu, cái thứ hai là tu giải thoát, đúng không? Mình có đường mình tu để giải thoát, chứ bây giờ cái cõi ta bà này bây giờ mình muốn sung sướng thì mình ở cõi ta bà thì mình tu làm chi, làm gì nó cũng trở lại cái cõi ta bà thì thôi, nhưng mà mình tu giải thoát cái cõi ta bà nó thứ nhất, và nó thứ hai nó nhiều, mình ở nhiều đời nhiều kiếp mình nó chứa nhiều đời nhiều kiếp, cũng như cái lu mình bị cặn gì đó, thì hôm nay mình muốn cái lu mình sạch thì phải xúc ra, phải không? Xúc ra cho sạch rồi mình đổ nước mới vô, mình làm theo cái sạch nước mới vô, thì đó từ sau trong sạch thì mình mới ra được khỏi cái cõi ta bà này. Đó là mình nói về cái sự, cũng như bây giờ tôi hỏi đệ thiệt nè, cũng như hồi tôi nghe tin mà đệ mà cái mà làm xài mà té mà gãy cái giò đó, thì lúc đó là theo đệ nghĩ có nghĩ cái là đó, cái vụ khỉ đó, ông vừa đến đó, hồi trước ổng là một cái vị triều phu đốn củi, nhưng mà ổng đốn từ rừng này ổng đốn cũng như cái khu này mà bớt củi rồi bắt đầu cái ổng sang qua cái khu kia ổng đốn, nhưng mà ổng đi ổng khi mà ổng sang qua đó thì ổng vừa sang qua bên đây đó, ổng đốn đó, thì ổng gặp một cái tượng mà của một nhà vua nơi khi mà để đắp để mà trước cái tượng Phật để mà hồi ruộng đó, đồng đâu lâu nhà đóng rong đóng riêu gì đó ha, rồi ổng mới vị đó ổng thấy cái tượng mà sao mà ngồi ngoài nắng ngày xưa rồi, ổng mới lấy ổng cúng giường, ổng lấy ổng cúng giường để nó cho cái tượng Phật đó. Thì ổng sang qua cái khu rừng đó ổng đốn, thì bữa nọ ổng đi lại ổng đốn đó, thì ổng mới để cái bịch cơm nó một cái một bọc mùn nữa là cái mo cơm đi, hồi xưa cái mo chừng để cái mo cơm đó, thì ổng đốn là đã phát đói rồi, bắt đầu là đầy bó củi rồi ổng ăn rồi mới đi về, thì ổng đốn dọc rồi đốn lát rồi cái bó củi đó nó bị đốn một lát, thì tới chừng quay lại ăn thì cái con khỉ đó nó lấy cái mo cơm ổng ăn rồi nó đớp rồi ha, thì ổng đó đó mới đi về. Qua ngày sau đó thì ổng khởi lên cái tâm, ổng cũng không có thiện, ổng nói giờ ổng để cái mo cơm lên rồi ổng cơ chỗ khác gần cho không đốn, thì ngày qua đói rồi bữa nay nổi tâm sân
Thành ra khi đó thì khi mà lợi gọn lát là nó lấy cái mô cơm, nó lấy hai bị con khỉ nó quen mà lấy mô cơm đó thì ổng xách, còn gánh con ruột thì nó mới chạy. Nó chạy thì ổng chạy, không đợi ổng thì nó chung xuống hang, thì ổng mới lắp cái miệng hang, khiên đá là ổng lắp miệng hang, mà con khỉ thì cũng nhỏ mà ổng lắp miệng hang. Ví dụ như mình ở một lát bự thì lắp cho miệng hang. Thì cái nghiệp của ổng là cái nghiệp thiện của ổng thì ổng đội cái nón cho cái tượng Phật đó, thì sau này ổng được làm vua. Còn cái nghiệp ác của ổng thì sau này thì ổng lên trên lầu cao vậy thì ổng cũng chết đó. Ổng ăn hết ba cái cơm, nó kêu là để cái lương thực đó, tầng để một tuần lễ đó ăn một lần. Cái người cẩn thận của ổng thì ổng ăn hết cơm của con khỉ thì nó xuống hang, nó ăn hết mo cơm nó cỡ một tuần thì nó cũng đói nó chết. Còn ổng mới chởm thì ổng ăn hết một tuần lễ thì ổng cũng đói nó chết. Cái đó là cũng như cái mẫu chuyện của Hầu Kiển đó ha. Dạ, Hầu Kiển. Hầu Kiển sau nó trở lên là thừa tướng quốc Ông Lợi ha. Quốc Lợi đó, đúng. Nhưng mà chủ yếu thì mình nói cái đại khái gì không thì cậu hai, bởi vì ông nói là chồng từ bi á, thì hưởng trái từ bi, mà gieo mạo ác thì lên cái bảo ác. Tại vì ông chồng từ bi trước á, thành ra ông hưởng cái trái từ bi, mà gieo mạo ác rồi thì phải lên cái bảo ác. Đúng rồi, đó là nhân quả là thế đó ha. Con người của mình khi mà bây giờ thí dụ như có Đức Phật hay Đức Thầy gì tại ở sau lưng mình đi, nhưng mà ổng chính ổng cũng cứu mình không được nữa. Nhưng mà ổng thấy được cái lực nhân quả, thấy được cái lực nhân quả, ổng chỉ cho mình là mình làm gì vậy vậy đó, đi theo con đường này rồi cái bản đồ của tao vẽ vậy đó, mày đi theo cái này. Chứ còn Đức Phật với Đức Thầy cũng không có mà cải được cái lực nhân quả, mà ổng đã làm đi theo một con đường, cũng như là khi lực giao thông nó là ổng phải đi theo, ổng đi chạy bên thuận này kia rồi như vậy đó, rồi tới ông muốn tắt luôn chỗ nào thì ông phải nhanh đèn này kia rồi. Chứ còn ông mà nói giờ trưởng giao thông đi mà ông đi nghịch đường cái nó cũng đụng ông bình thường. Dạ đúng rồi, mình thấy không? Dạ. Bây giờ là cứu mạng lại đó, chị Vích Thư rồi đó. Đi về đó đưa thuốc uống, cũng như đề đó vậy đó, đưa thuốc uống mà về uống nó không uống là tỳ lệ. Chứ bây giờ bác sĩ đâu mà về tới nhà mình mà lo hoài cho tới là suốt đời của bác sĩ đâu, phải không? Dạ. Để ra thì bây giờ hôm nay giáo lý của thầy của tất cả như là của Bồ Tát gì như khổ hai vậy nọ, để ra để cho mình để hiểu lý. Mà Đức Thầy có nói rõ ràng một câu nha, là tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo ha. Mà thầy cũng có nhiều nói ta ra sức với câu quyền bí chúng dân ơi đáng chứng nên tâm, rõ ràng thầy nói chỉ cho mình rõ ràng cho, nhưng mà mình làm không làm được thì nó uổng lắm. Thầy chỉ nè, nhất là mới vô nè, tránh tư lưu tường nè, phải không? Mình nói gọn gọn nè, tránh tư lưu tường nè, rồi qua cái thập ác nè, rồi thầy chỉ thập âm ma nè, tới tám điều thành cánh thì mình làm gọn cái này rồi cho bắt đầu tới bắt chánh đạo thành Phật, chứ không có gì vậy, thấy không? Còn cái niệm Phật đó thì đó là để mà mình tha lực thôi, niệm Phật để mình tha lực, để niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tha lực, để mượn ông A Di Đà để mà cứu giấc mình. Nhưng mà thực tế mình niệm Nam Mô như Phật mà cái giới lực của mình không nắm thì cái này nó cũng không có đạt cái được kết quả gì bao nhiêu, phải không? Niệm Phật phải là giới lực. Mà nếu mà nói giới lực mà những cái giới lực của thầy ra mình đây cũng như là một bài thuốc rồi đó, chỉ cho mình một bài thuốc, cho mình một bài thuốc uống đã ra cái to cho mày uống rồi đó, mà mình không uống theo của Đức Thầy mà mình uống theo của ai đó ha, là coi chừng cái này là mình đi lạc, mình ráng mình chịu. Mình lấy ra từ cái đó là mình thấy bây giờ mình xét kỹ lại những cái lời Đức Thầy phải nói là tuyệt vời, phải nói tuyệt vời, chứ cậu hai phải nói hay. Bởi vì nãy tôi nói là cái câu mà tôi nói nãy tôi nói là tác cạn sân mê là gì, khó lấp bằng bể khổ, dễ gì đâu, khó dễ không do cảnh mà do ở tâm người, và cảnh sâu là do cái tâm của mình. Mà chính là ông Phật mình đâu, hồi đó giờ mình nói kiếm ông Phật A Di Đà, kiếm ông Phật Ca, kiếm tùm lum trên, mà chính ông Phật của mình không thấy, đừng nói thấy mười phương Phật bên kia, phải không? Bây giờ mình muốn thấy mười phương Phật bên kia thì dễ ợt rồi, không khó gì đó, mà chính là thấy ông Phật của mình đi rồi mình thấy bên kia, mà ngặt ông Phật ông mình không thấy thì không bao giờ thấy bên kia. Còn hay có nhắc mấy cái đoạn nữa, Phật đâu đi lợi, Phật nơi nhà, Phật vốn có trong lòng của chúng ta. Chí được tịnh thanh là Phật thở, mà tâm còn sao động Phật về sao?
đâu giải cái đó là nghe coi, cái đó là thầy quá, cái câu đó là thầy. Cái đó là cũng như là ý cậu hay nói là Phật đâu đi lại, Phật nơi nơi nhà, Phật vốn có trong lòng của chúng ta, là tâm anh cũng có Phật mà tâm tôi cũng có Phật, hai anh em mình tâm anh cũng có Phật mà tâm em cũng có Phật, là Phật nơi nhà vốn có trong lòng của chúng ta, ký được tịnh thân là Phật ở. Rồi khi mà mình con người của mình mà thiền định hay là mình làm một cái gì chân chánh đó thì bắt đầu mình không có sân si lên đó thì mình biết đó, thì Phật ngự, mà tâm sao động đó, thì Phật lìa sao, tâm còn sao động Phật lìa sao. Cũng như nó đúng ra cũng như ai cũng có một cái duyên ngọc ha, nhưng mà nhặt con cái duyên ngọc của mình mà để mà mình không chùi không lao, để lâu năm quá thì nó đóng bụi đóng bậm mình đó. Tại vì cái câu mà thầy có viết một cái đoạn này để giải ngay cái đoạn này coi, cái đoạn này cũng thấy hay lắm à. Cái đoạn mà thầy nói là phá bức tường mây nhìn dặn dặn gặp gì chứng lụa lấp đầm ha, là tại vì phá bức cái tường mây mình ở đó giờ mình ai cũng có tấn thật. Bây giờ mình nói ví dụ cũng như là ông Phật Thích Ca hồi trước cũng như mình vậy thôi, phải không, cũng là thái tử Siddhartha Ca, cũng là con ông vua Thịnh Thanh Dương mà đâu phải là dễ đâu. Trời ơi, con nhà giàu mà con của ông vua mà phải là vua giàu cả một nước mà, thấy không, mà đi về mà đàn già địa ngọc không ở, rồi có vợ đẹp rồi con cưng, vợ vua gia đề la mà con là la hầu la nữa, mà bây giờ nữa chừng mà bỏ đi như vậy là đây là ông Phật ông muốn để cho mình đó, là để mà xét kỹ mà nhìn ngay ông Phật làm gì mình phải làm, bởi vì Phật làm tu theo cách nào, cách đạo ta làm theo cách ấy đó, như tức là thầy chỉ đó, thì vào hôm nay giáo lý của thầy đã chỉ cho ta, nhưng mà hôm nay mình đó thì đã có duyên ngọc rồi đó, nhưng tại mình không chùi, bởi vì thầy mới nói là phá bức tường mấy nhìn nhận giặt, mình còn bị che lấp một cái bức tường, nhưng mà sao nhặt gì chứng lụa, chứng lụa là nhặt cái gì. Chứ cậu hai cũng có nhắc cái đoạn mà của Đức Phật nãy nhắc đoạn đó, như nó lúc là Sĩ Đạt Ta với Đức Phật Thích Ca có khác đó, mặc dù là một hình xác nhưng khi mê khi xây giác khác nhau, mê thì mờ mịt lâu sau, khi giác thì lào lào trong sáng, mặc dù là cũng một hình dạng nhưng khi mê khi hình như là tôi nghe lộn nên giác đó là khi Đức Phật Thích Ca sĩ sĩ Đạt Ta với Đức Phật Thích Ca có khác, mặc dù là một xác nhưng khi mê khi giác khác nhau, mê thì mờ mịt lâu sau, khi giác thì lào lào trong sáng.